Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường xin chia sẻ các bạn một cái chủ đề liên quan đến hộp số và động cơ của chiếc xe Ford Explorer đời 2022. Bởi vì dạo gần đây Cường nhận được thông tin của rất nhiều quý khách hàng liên quan đến những chiếc xe Ford Explorer đời 2016, 2019. Tức là họ quan ngại là những chiếc xe từ 2016 đến 2019 hay bị cái vấn đề là lỗi hộp số và lỗi động cơ. Thì không biết cái đời 2022 này nó có bị như vậy hay không. Bởi vì nếu ai đang có dự định mua chiếc xe Ford Explorer đời 2022, mình nghe bạn bè nói, thế đó mình có một cái cảm giác mình dè chừng và mình cảm thấy là quan ngại và cảm thấy là không có thoải mái khi chúng ta quyết định mua cái dòng xe này, hay chính bản thân quý khách hàng đang đi những cái dòng xe này từ đời 2016 cho đến 2019 mà muốn nâng cấp lên cái đời 2022, nếu chúng ta không có những cái thông tin hay là cái dịp để trải nghiệm chiếc xe này thì rất khó để vượt qua những cái rào cản và những cái trở ngại đó để chúng ta nâng cấp đời lên. Thì video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn làm rõ vấn đề này cụ thể nó như thế nào. Đầu tiên, Cường xin chia sẻ và công nhận các bạn là những chiếc xe từ đời 2016, 2017 đến 2018, 2019 thì rất ít nhưng mà vẫn có xảy ra cái tình trạng là lỗi hộp số và động cơ. Không phải là 100 xe nó không phải là bị hết các bạn, nó chỉ bị một vài xe thôi. Nhưng mà cái vấn đề bị lỗi hộp số và lỗi động cơ là có xuất hiện chứ không phải là không. Cường mạnh dạn chia sẻ và khẳng định công nhận các bạn điều này luôn, chứ không phải là lấp liếm hay là che giấu đi những cái sự thật làm gì cả. Có sao Cường chia sẻ các bạn như vậy. Cái đời 2019 thì cũng ít nha các bạn, đời 2019 rất ít. Ví dụ như cả ngàn xe này mới một xe nó bị, nhưng mà đời 2016, 2017, 2018 thì cái xác suất nó dính, nó bị cao hơn. Còn trên cái đời 2022 này thì nó đã bán tại Việt Nam cũng gần 2 năm nay rồi các bạn, nhưng mà chưa bị bất cứ vấn đề nào liên quan đến hộp số và động cơ. Giải thích vấn đề này á, thì các bạn biết là Explorer là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Mà ở Mỹ thì cái đường của nó không có giống như đường Việt Nam. Đường của nó thường là đường highway, chạy xe nó không có cái, không ít khi nào xảy ra cái tình trạng là kẹt xe mà phải nhích nhích từng tí như đường ở Việt Nam, rồi là phải luồn lách mà kẹt xe theo kiểu nó rất là tiêu cực. Ở bên Mỹ nó cũng kẹt xe đó, nhưng mà nó kẹt theo kiểu là nó thoải mái lắm các bạn. Dùng chiếc xe này thường xuyên ở những cái đường mà kẹt xe như ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì nó hay bị xảy ra cái tình trạng này, liên quan đến cái bộ xử lý điều khiển và cái dầu nhớt và cái hệ thống tản nhiệt, bởi vì nó quá tải đi thì nó hay bị báo lỗi động cơ. Nó chỉ đơn giản thôi các bạn, chứ nó cũng không thuộc về cái vấn đề là cơ khí gì cả. Tức là nó chỉ báo lỗi và mình khắc phục nó lại chạy bình thường, chứ nó cũng không phải là hư bánh răng, gãy bánh răng hay là bị xì dầu gì cả. Không có nha các bạn. Cái đó thì nó chỉ đơn thuần là liên quan đến cái việc là điều khiển và nhà sản xuất họ đã tính toán kiểu như là không lường được cái vấn đề là khắc nghiệt như ở thị trường Việt Nam. Còn quay trở lại chiếc xe Ford Explorer 2022 này, khi chúng ta nhìn vào cái phần thông số thì chúng ta cứ tưởng nó là sử dụng chung với lại cái động cơ so với lại thế hệ trước đây đúng không? Nhưng mà thực tế nó là hoàn toàn không phải các bạn. Các bạn có thể thấy hai cái thông số của cái động cơ mới và động cơ cũ thì cái mức tăng công suất và mô men xoắn có thể nói là nó không phải là một con số quá lớn các bạn, nó chỉ tăng đâu đó 20-30. Thì nhìn vô thông số mình cứ tưởng nó sử dụng chung động cơ đúng không, thì kiểu gì nó chả bị lỗi và có vấn đề. Nhưng mà nó là hai cái động cơ hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Cho ra một cái phương châm, một cái định hướng của nhà sản xuất cho hai chiếc xe đời trước và đời bây giờ 2022, một cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt các bạn. Còn về hộp số thì hộp số là sử dụng hộp số 10 cấp. Rồi khi mà chi tiết hơn, các bạn nhìn qua cái khoang động cơ. Tại sao Cường nói là hai chiếc xe đời trước và đời bây giờ nó cho chúng ta một cái trải nghiệm lái hoàn toàn khác? Các bạn hãy nhìn qua cái việc là đặt động cơ. Động cơ trước đây là động cơ đặt ngang, còn bây giờ là động cơ đặt dọc các bạn. Trước đây đặt ngang này, thì đặt ngang đó, 4 xi lanh nó đặt ngang vậy nè, thì nó sẽ thiên về cái lực kéo nhiều hơn, lực đẩy sẽ ít hơn. Nhưng mà bây giờ động cơ sẽ đặt dọc, 4 xi lanh nó đặt dọc như vậy, và chiếc xe này thiên về lực đẩy nhiều hơn cho bánh sau và lực kéo ít hơn cho bánh trước. Cái thứ hai nữa là vị trí đặt động cơ, nó đã được đẩy ra phần phía sau rất là nhiều. Trước đây cái phần động cơ nó đặt gần như là trên cái trục bánh trước luôn, 4 xi lanh nó thẳng hàng nó đặt vậy nè, trên cái trục của bánh trước luôn. Còn bây giờ cái trọng tâm nó lùi ra phần phía đằng sau. Đây, cái mép đằng trước thì bằng với lại cái trục ở phía trước, còn lại toàn bộ cái thân máy là nằm ở phía đằng sau. Thì cái này nó sẽ có một cái ý nghĩa trong thực tế như sau. Các bạn hãy tưởng tượng nếu các bạn đi xe đạp, các bạn treo một cái cây dài 1 mét ở phần đầu xe,
các bạn treo 10kg ở cái phần phía mép đầu của cái phần cây mà mình treo vào, thì các bạn bẻ lái nó sẽ có cái khuynh hướng là nó không nghe lời chúng ta. Nó xảy ra một cái tình trạng là nó không có được ổn định. Tức là mình quẹo cái bên phải thì nó hơi nặng nặng cái phần đầu, sau đó nó mới theo hướng của chúng ta và nó tạo cái sự không được cân bằng và ổn định. Nhưng mà nếu các bạn thu ngắn cái phần cái cây đó lại sát vào phía mình, thì dù treo cũng là 10 kg luôn, nhưng mà cái việc bẻ lái nó diễn ra rất là dễ. Thì cái này nó cũng giống như vậy. Toàn bộ tải trọng của cái phần động cơ và hộp số nó được đưa ra phía đằng sau, và gần như là chia tỷ lệ chịu lực là 50-50 cho cả bánh trước và bánh sau. Nó sẽ giúp cho chiếc xe trở nên cân bằng và ổn định hơn, và một cái cảm giác lái tốt hơn rất là nhiều. Và các bạn để ý những cái chi tiết nhỏ thôi. Ví dụ như là những cái vị trí này, hộp ECU, hộp lấy gió và nước làm mát đã được đưa ra phần phía trước. Những cái chi tiết này thường là sẽ có cái trọng lượng nó nhẹ thì nó đưa ra phần phía trước, còn nào nặng đưa ra phần phía sau để nó cân bằng hơn. Và khi mà lỡ về giả sử như có xảy ra va chạm đi, thì những cái chi tiết này thay thế nó rất là dễ. Chứ phần sắc-xi hay là phần động cơ thì thay thế nó rất là nặng tiền. Và các bạn để ý, có một cái thanh dằn. Trước đây thì không có, còn bây giờ có thêm một cái thanh dằn để giúp cho cái sự cân bằng và ổn định ngang tốt hơn rất là nhiều. Còn về hộp số thì hộp số 10 cấp, thì với cái hộp số 10 cấp này thì cũng không có gì quá để mà nói. Khi mà hộp số 10 cấp như vậy, nó sẽ thiên cho chúng ta một cái cảm giác nó sẽ mượt mà hơn. Cái tỷ số truyền nó được chia nhuyễn hơn, nó thiên về cái sự êm ái và mượt mà các bạn. Còn về cái sự thể thao thì tôi nghĩ là nó sẽ không bằng cái hộp số 6 cấp đâu. Nói như vậy để cho các bạn hiểu được là động cơ và hộp số trên phiên bản 26 cho đến 29 so với lại 2022 bây giờ là hoàn toàn khác biệt các bạn. Tuy là nó cùng dung tích đó và nó cùng cái công nghệ động cơ đó, nhưng mà việc chế tạo và sản xuất để đưa lên hai chiếc xe này nó là theo hai cái định hướng hoàn toàn khác nhau. Cái thứ hai nữa là trong trải nghiệm thực tế của Cường liên quan đến vấn đề là hộp số và động cơ, thì cái chiếc xe 2022 này phải nói là nó mượt các bạn. Nó mượt, nó kiểu là nó luxury lắm, nó sang trọng lắm. Tức là nó mượt, nó êm ái, mà nó tăng tốc theo kiểu rất là đỉnh đạt các bạn. Nó tăng tốc nhanh nhưng mà nó rất là mượt, chứ nó không phải là nhanh mà theo kiểu là giật. Cho nên nếu quý khách hàng nào đang có dự định và nhu cầu mua phiên bản 2022 mà mình đang bị lăn tăn về cái vấn đề là động cơ và hộp số, có khả năng là quý khách đã từng đi cái phiên bản trước đây, hoặc là mình nghe ai đã từng đi phiên bản trước đây, thì cũng mạnh dạn khẳng định là những cái phiên bản trước đây thì 26 đến 29 thì cái động cơ hộp số và nó không thể nào nó bằng được cái đời bây giờ, và nó cũng có xảy ra cái tình trạng là lỗi hộp số và động cơ. Còn trên phiên bản 2022 này, đầu tiên mình xin khẳng định là nó chưa phát sinh bất cứ một cái lỗi động cơ và hộp số nào. Thứ hai nữa là nó sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với lại thế hệ trước đây. Và thứ ba là nó cho các bạn một cái trải nghiệm về cảm giác lái, cũng như là những cái sự không đơn thuần là một chiếc xe để phục vụ cho gia đình, mà một chiếc xe để phục vụ cho cái thú chơi của chúng ta luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Và nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để gia đình tư vấn và hỗ trợ giá cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.